nó lại ra một cái hình dáng hoàn toàn như thiên đàng với địa ngục. Đúng rồi, bên đây là MV của Tùng, còn bên đây là địa ngục, là cái cái clip reaction của sao vậy anh xin sao ở đây là một không gian rất sang trọng. Đây là không gian sang trọng năm sao, không gian năm sao. Anh xin ăn no quá nên anh xin nghỉ. Anh xin có bầu nên anh xin cần phải cần nghỉ ngơi. Anh xin ơi, ow trời ơi, anh xin ơi, anh xin sao vậy? Ủa anh ngủ hả? Ê đừng có ngủ nha, để là quán ăn đó. Quán ăn thôi. Ê anh xin ơi, dậy đi, dậy. Nhưng mà xin cũng có gì đâu phải buồn, cái đó là sự thật mà. Dậy. Có gì đâu buồn. Tôi nói là Xì nghe nha, tôi xóa bớt comment rồi đó. Cuộc sống mà anh Xì. Ờ. Không có gì buồn hết trơn, cố lên đi. Tôi quản lý chút. Không có gì mà khổ còn lấy nhầm giờ khốn này. Không dám đâu, quản lý của vợ không có tâm lắm á, tôi xóa biết bao nhiêu comment rồi đó. Thề luôn á. Có anh nghe không? Anh nghe người ta nói không? Mấy comment mà nó không có bầu rồi tôi xóa hết. Xóa hết kìa. Anh đừng nghĩ mấy ác có vô comment em thấy không? Thiệt em thấy mà. Anh đừng nghĩ ác dễ sợ luôn xịn, anh nghĩ vô comment nó xịn. Nói gì? Anh đang nghĩ hỏi là chồng em có bầu hả? Ôi, đang mơ đó chị, mơ đó. Chị nghe không? Mơ xong hỏi xong là ngủ liền á. Hay đó. Không mơ là sao diễn chương trình. Trời ơi lúc em cười muốn chết, thật sự. Không mơ diễn chương trình hả Harry? Ôi, dẫn chương trình thiệt luôn á chị, không đùa được đâu. Đang ngủ dẫn trình. Ồ, trời ơi, kính thưa quý vị và các bạn đang xem chương trình này lấy này của chị. Trời ơi. Ê ông Xịn, ăn xong rồi còn ngủ là mập liền. Bởi vì người ta gọi là tôi đun dừa là đúng rồi đó. Mới bây giờ là chỉ có đun dừa thôi, bây giờ sau này là đun dừa mập là chết anh đó. Không, đun dừa có bầu. Trời ơi, Xịn ơi là Xịn, trời ơi. Nghe quá Xịn. Đừng có nói ê gì hết trơn á. Khi đun dừa có bầu. Trời ơi vậy đi. Trời ơi kìa. Trời ghê quá hả Xịn ơi. Vậy đó ăn xong mà ngủ luôn kìa. Xấu không thể nào tả nổi luôn á. Mới ăn xong luôn á. Ghê quá. Em kêu chồng em về đi. Ví dụ thôi bây giờ ông không ngủ, ông ngủ rồi thôi kêu ông ngủ đi. Em có gì em cầm tiền của ông sao em đi về luôn mà. Trời ơi.